Kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác của kèm đam mê thành trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, các bác cùng em đã truy cập vào kênh YouTube của Quang Minh Audio. Và như quý vị và các bạn đã biết, Quang Minh khai thác được rất nhiều của dòng dây loa hay dây tín hiệu bãi nhật xịn, và clip này thì Quang Minh lại khai thác được quần dây của bãi để giới thiệu đến quý vị và các bạn, các bác cùng em. Chất âm thì cực kỳ hay và khả năng truyền tải tín hiệu cực tốt. Anh em nào mà người sử dụng dây mạ bạc thì anh em biết rồi, đều tất cả các giải bát thì lực sâu, mít thì ngọt, và bên cạnh đó là giải chép thì cực sáng anh em ạ. Sẽ có những cái bộ hoàn thiện sẵn không đầu rắc để anh em có thể gài trực tiếp, hoặc những cái bộ mà phút đầu rắc như này anh em có về cắm vào thiết bị của anh em. Bản này 6 lối dẫn có cả chống nhiễu anh em nhé. Các thông số chân dây để quý vị và các bạn, các bác của anh em có thể tham khảo này. AVKM này, E41447V Style 246480C, VVK Proteria. Đó, Proteria là một trong những cái dòng dây bãi nhật xịn mà Quang Minh cũng khai thác được rất là nhiều, phải rất nhiều, có nhiều clip giới thiệu cho anh em. Dây tín hiệu hay dây loa có rất là nhiều mã anh em nhé, rất là chắc chắn này anh em. Cắt lớp vỏ ngoài này, quý vị và các bạn cùng tham khảo cái kết cấu lõi phía trong. Cái dây của những cái bản dây của Nhật này thì anh em về sử dụng không bao giờ sợ chuột bọ nó gặm nhấm. Đấy, cái kho dây của Quang Minh rất là nhiều nhưng chưa bao giờ bị chuột bọ gặm nhấm nhé, khẳng định với anh em là không bao giờ bị chuột bọ gặm nhấm. Rất vỏ rất là chắc. Anh em mà muốn tự tay đi ngoài thì anh em về cũng có thể cắt một đường, cắt vừa đến cái lớp chống nhiễu, sau đó tước cái lớp vỏ ra. Đấy, rất là chắc, rút cái lớp vỏ ra nhé. Và sau lớp vỏ là đến một cái lớp chống nhiễu mạ bạc rất là dày và sáng này anh em nhá. Là cái con dòng dây cao cấp thì có một cái mới có những cái lớp chống nhiễu mạ bạc và sáng này. Sau cái lớp chống nhiễu là đến một lớp giấy chống ẩm bó dọc theo dây, và sau đó xen kẽ đó là những cái sợi dùng chống đứt. Đấy, sợi dùng chống đứt. Và bên trong cùng là 6 lõi dẫn, 6 màu khác nhau, lâu này, đen này, xanh này, vàng, trắng và đỏ. Đấy, 6 lõi dẫn, 6 lõi này với tiết diện cũng khá là lớn. Tức cái lớp vỏ ra để anh em thấy được cái lõi ở phía trong, kết cấu của lõi phía trong. Bản này thì anh em về mà đi DIY cũng rất dễ thôi, anh em có thể tự tay mình đi DIY đều được. Đấy, anh em về cắt ra, theo mét, anh em là cần bao nhiêu mét thì có thể yêu cầu được cắt mét cho anh em, để anh em về đi DIY. 6 lõi dẫn với 6 màu, chia nó rất là dễ. Lõi đồng mạ bạc cực kỳ sáng, và mỗi một lõi thì gồm rất nhiều sợi tươi và mềm như này. Dây mạ bạc này thì nó đều tất cả các giải chất âm cực kỳ hay. Với bát thì lực sâu, mít thì ngọt, và giải chép cực kỳ sáng. Cái bản 6 lõi dẫn này thì anh em có thể chơi được nhiều dòng loa khác nhau, tất cả nhiều dòng loa, kể cả dòng loa bát lớn anh em đều sử dụng đều được. Ba lõi và anh em xoắn lại ba cái lõi này thì được tiết diện dây cũng khá lớn anh em nhé. Ở cái bản 6 lõi này, dây Protea, dây bãi nhật này, 6 lõi mạ bạc với 6 màu riêng biệt khác nhau này, có cả chống nhiễu, chỉ có 120.000 một mét, một bộ 2,5m mỗi vế, hai vế là tổng 5m, cũng chỉ có 600.000 và chưa bao gồm đầu rắc. Anh em mới yêu cầu đi qua cho anh em, hoặc anh em hoặc là sẽ cắt mét cho anh em theo cái chiều dài, cái khoảng cách, cái nhu cầu của anh em để gửi về cho anh em. Cắt mét cho anh em thì tặng cho anh em con nhiệt, hoặc là anh em là yêu cầu sẽ đi qua thành những bộ hoàn thiện như này cho anh em. Ví dụ như bộ này, đấy, hoàn thiện bọc co nhiệt đỏ đen này, chia âm dương này để anh em về gài chơi trực tiếp, hoặc là những cái bộ phun đầu rắc bắp chuối này làm hoàn thiện đẹp đẽ rồi. Đầu rắc thì sẽ có nhiều đầu rắc khác nhau để anh em có thể lựa chọn bắp chuối, càng cua hay là mỏ chim, nhiều loại tùy theo thiết bị của anh em để anh em lựa chọn sao cho nó phù hợp. Càng cua này, càng cua bãi xịn này, đấy, hoặc là rắc mỏ chim này, đấy, rắc mỏ chim này, hoặc là bắp chuối này, bắp chuối này. Đấy, những rắc bãi xịn, rắc đồng này. Những cái bộ càng cua hoặc bắp chuối hoặc mỏ chim này, đấy, rắc đồng này, rắc bãi này chỉ có 25.000 một chiếc, một bộ cho 4 loa và 4 âm ly là 8 chiếc chỉ có 200.000, miễn phí công hoàn thiện cho anh em nhé. Và ngoài ra anh em nào mà cần cái đầu rắc xịn hơn thì sẽ có những đầu rắc của bãi của Hitachi này, rắc bãi này, rắc bắp chuối chống dập này, rắc này thì là 80.000 một chiếc, bộ 8 chiếc 4 âm ly hoặc 4 loa 8 chiếc tổng là hơn 600.000. Ngoài những đầu rắc bắp chuối, càng cua, mỏ chim, anh em nào mà dùng loa phun sẽ có những rắc này để cho anh em, rắc của Lưu Trích này. Đấy, bạn này rắc Lưu Trích, cái rắc này cũng Quang Minh tuyển chọn rất là kỹ, giới thiệu cho anh em nhé, rất là chắc chắn và bền đẹp này. Còn những rắc Lưu Trích này cũng rất giá rất tốt, 25.000 một chiếc. Đấy, một cặp nữa chỉ có 50.000 thôi đó. Và mọi thông tin quý vị và các bạn, các bác của anh em có thể liên hệ với Quang Minh 0944737321. Anh em nào ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp cửa hàng hoặc Đống Đa hoặc là Bó Mai. Quang Minh xin phép dừng video tại đây. Quý vị và các bạn, các bác của anh em đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Quang Minh. Một lần nữa xin được cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác của anh em trong những video clip kế tiếp.